Rồi, hello, chào mừng cô chú anh chị đã đến với trại bò giống Tiền Giang của em nha. Đó, thì hôm nay em về bò rất là đông nha cô chú anh chị. Đó, từ trên phía dưới nè. Đó, đó trại em là bò rất là đông nha. Đó, tha hồ lựa chọn nha cô chú anh chị. Rất là đông bò nha. Đó, thì em ở ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đó rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu sơ lược một bên trước đây nha. Đó thì trại em có hai đôi bò, bò rất là đông. Đó thì bây giờ em sẽ báo một bên này đi trước nha. Đó thì bên đây là con đực 3B nha cô chú anh chị. Đó. Đó một cặp 3B rất là xứng nha. Đó. Thì bò này thì nó cũng cao trên 1m2 bò nha. Đó thì cái rống của em là từ cái đây từ dưới đất là lên là 1m2. Đó thì con bò nó đứng nó cũng lắp rồi. Nó đứng cũng qua 1m2 nha. Đó thì nó cũng 1m2 mấy. Đó. Hai con lở lớn nha cô chú anh chị. Đó. Nè đít nè. Đó, thấy ghê chưa? Đó, 3B bông. Đó. Cái này thì em tắm hồi nãy đít nó hơi bị phần em tắm. Rất là dài dọc bò nè, lưng nè. Đó, dài rất ghê. Đó. Rồi đây con 3B bông nè. Đó. Xương sóc rất là to nha. Đó, xương to lắm nha. 3B mà xương to lắm. Rồi vụ xương thì khỏi bàn cãi nha, lưng dai nè. Đó, ok chưa? Ngóc cổ lên là sắp có cổ rồi nha. Đây, con mày muốn lên hình hay gì mà khịt khè đây. Đó. Thì một cặp này thì nếu cô chú anh chị nào bắt hết một cặp này thì em chỉ để có giá là 54 triệu nha. Đó. Đó bò thì cao 1m2 mấy. Đó, ít khu đó có giữ nha. Đó lỡ. Rồi. Đây có một cái con 3B lỡ nữa nha cô chú anh chị, lưng dai nè. Đó. Đó thì bò này đến tầm khoảng 1m2. Con này tầm khoảng 1m10 mấy tới 1m2 bò nè. Da rất là láng, mà bữa nay em quay buổi chiều nó hơi tối nha. Nói chứ mà nếu mà quay ở trưa thì da bóng lắm, tại vì bây giờ cũng chiều tối rồi. Nè, nhìn qua đây là biết liền không, da bóng ngời thấy chưa. Rất là láng bò, rất là đẹp bò nha. Thì con này em bán giá là 23 triệu. Thì cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Đây, 3B của em ra đây là gồm có 2, 4, 6, 7 con. Nó 7 con 3B nha, 3 con lở lớn. Đó. 3 con lở lớn, 4 cái con dừa. Thì con cặp dừa này thì em bán 38 triệu cặp nè, 19 triệu con. Nó lưng dai thì khỏi bàn nha. Đó. Đó, rất là đẹp bò nha. Rất là bóng bò. Rất khu rồi ok, cao cặp này thì cao mét mốt bò nè. Xương sóc thì khỏi bàn nha, xương rất là to nha. Đó. Rất khu rồi thôi khỏi chê nha. Đó. 19 triệu con. Đó. Thì còn cặp này em bán 36 triệu nè. Thì 36 thì cái con này thì cái con kia khoảng mét bò, con này nó khoảng chưa tới mét bò. Nhưng mà nè, nó ăn tiện cái chỗ này nè. Đó. Chỗ đít nha. Đó thì đít con F2 này rất là dữ dội nha cô chú anh chị. Đó. Thành ra là cái con này nó mắc tiền cái đít nè. 3B F2 lịch sĩ nha. Đó lưng nè. Rất là dữ dội nha, đít nè. Quá trời luôn á, đứng ngang đứng rất ghê. Đó thấy cái đít không? Quá dữ. Đó, cái đít cào qua bên nha. Đó. Thì con này với con này em ghép bán chung á là con này nè, nè đít nào đó, thấy không, lưng dai nè, cái dai hở cái gan nha. Đó, thấy không. Đó, thì cái cặp này em bán là 36 triệu. Còn đây cặp này kem trắng nha, thì cặp này em bán chỉ có giá là 38 triệu thôi. Kem trắng đít rất là dữ nha, thấy ghê chưa. Đây nè, lưng dai nè. Đó, quá tuyệt vời chưa. Đó, lưng đôi nha, đít khu rồi khỏi bàn.
Đó, con này luôn, con này 19 triệu nè, con này á, thì nó lớn quá rồi. Đó, dài dọc bò, mặt cục nè. Đó. Đó, mặt cục mỏ la nha, rất là lớn bò. Thì em cũng chỉ có bán giá là 19 triệu thôi. Chỉ con này nó cũng tầm 8-9 tháng bò thôi. Dài bò. Đó. Cái con này thì đít khủng nha. Đó. Quá trời cái đít luôn mà. Rồi lưng dai thì bằng tháng nè. Đó, thấy cái lưng không? Đít một đít nha. Đó. Đó, cặp kem này là cặp kem trắng. Hồi nãy nó làm phân em tắm hơi sạm sạm chứ nó là kem trắng nha. Đó, đít khu rất là dữ nha. Đó. Con này cứ liếm liếm mày đứng ngay thẳng đàng hoàng ngay coi cái lưng nè. Cái lưng bằng tháng luôn nè nha. Đó, mày đứng đàng hoàng cho người ta coi cái đít mày coi. Đó, quá tuyệt vời chưa? Rồi. Thì cô chú anh chị nào có cần thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Đó. Em ở ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Dừa Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đó. Số điện thoại của em là 0378 224 523. Đó, thì cô chú anh chị nào cần muốn xem lại Zalo gì đó thì cứ điện thoại trực tiếp với em. Đó, em sẽ quay lại cho. Đó, lưng dai rất là khủng nha. Đó, lưng dai nè. Ghê chưa? Để cho thôi có cái vàng dai vàng cổ nè. Đó. Đó là khủng bò nha. Đó thì bên đây em còn lâu bò bên đây nữa. Đó thì cũng 19 tới 17 triệu. Đó, 18, 17, 18, 19 nha. Đó, bò rất là đông nha cô chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị nào cần cứ liên hệ trực tiếp với em. Đó. Đó. 18, 17, 18, 19. Rất là đông bò thì cô chú anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Rồi, em chào cô chú anh chị. Bò trại em rất là đông nha. Thoải mái lựa chọn luôn nha. Đó. Rồi, chào cô chú anh chị.